Còn gọi điện thoại đi. Alo bác sĩ Chiến nghe. Covid. Thôi dừng đi, dừng đi, dừng đi. Thôi thôi được rồi. Em đừng có đến nhà anh vào thời điểm này nguy hiểm nhé. Thôi phải chấp nhận thôi, chả làm nào cả, bơm rửa rồi uống kháng sinh giảm đau. Chứ giờ em mang Covid đến phòng khám anh thì nhà anh tèo.
Ok, xin chào tất cả các bạn. Lâu lắm rồi mình mới lại live stream. Bây giờ là đúng 8 giờ. Có vẻ như là hôm nay thứ sáu, thay đổi cái lịch phát cho nên là số người có vẻ chưa được đông đông vui lắm. Không biết là chúng ta có nên đợi không nhỉ? Hay là chúng ta cứ làm việc của chúng ta nhỉ? Các bạn chắc hôm nay là vẫn làm việc à? Cho nên là các bạn yêu thích tiểu phẫu, nhổ răng và phẫu thuật răng nhân tối thiểu hôm nay lại có vẻ vắng vẻ, không đông như ngày hôm. Có nhiều dù ít dù nhiều thì mình cũng đã hứa mình live stream với các bạn thì mình cũng sẽ ngồi chia sẻ với các bạn. Bạn nào vào muộn thì sẽ nghe lại. Hôm nay là trợ thủ của mình, trợ lý của mình hôm nay cũng bận cho nên là cũng không ngồi đây cùng các bạn được. Ok, hôm trước thì rất nhiều các bạn có nhắn tin cho mình, có gửi inbox cho mình rất nhiều về cái cách chia sẻ lại cho các bạn về cái cách gây tê tại chỗ trong nhổ răng 8 khó. Thì đợt này cũng phòng khám đã hoạt động trở lại bình thường và mình cũng có cái điều kiện và mình cũng cố gắng là hướng dẫn cho các cái trợ thủ của mình quay được những cái video nó tốt hơn, nó rõ nét hơn và nó chi tiết hơn để chia sẻ với các bạn các cái tê tại chỗ trong nhổ răng số 8 khó. Mục đích cuối cùng là để mang lại cái cho các bạn biết thêm về cái cách gây tê mà nó không tốn nhiều thuốc tê cho phòng khám. Nhưng cái điều quan trọng nhất là cái người khách hàng của chúng ta không phải nhận một cái lượng thuốc tê quá lớn vào người. Thì những cái hậu quả của vấn đề ngộ độc thuốc tê cũng đã được nói rất nhiều ở trong các cái lĩnh vực y khoa nói chung và trong răng răng hàm mặt nói riêng. Thì cái việc mà chúng ta gây tê với cái lượng thuốc tê rất là nhỏ nhưng mà đạt được cái hiệu quả tê để làm sao cho cả cái quá trình phẫu thuật của chúng ta nó diễn ra mà cái người nhổ răng đó không có cảm giác đau đớn, nằm yên cho chúng ta làm và đảm bảo được cái sức khỏe sau cái nhổ răng, người khách hàng đó đứng dậy rất là vui vẻ, không bị mệt mỏi, không bị ngộ độc thuốc tê. Thì đấy là cái mục đích của những cái chia sẻ của Dr. Chiến cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại một cái full một cái video mà cái quá trình gây tê của mình cho một cái ca nhổ răng cũng khá khó. Ở đây thì tôi không nói đến vấn đề độ khó của cái ca nhổ răng này mà tôi chỉ nói cho các bạn biết là cái cách gây tê để đạt được hiệu quả. Và xem xong cái video này thì trong thời gian xem và cái video này thì các bạn có những cái câu hỏi trong suốt mấy mấy tháng, trong suốt cái thời gian thực hành nhổ răng 8 khó mà từ khi mà bác sĩ Chiến chia sẻ kinh nghiệm đến bây giờ, nếu các bạn làm mà có gặp những cái vấn đề gì trong cái lĩnh vực tiểu phẫu thì các bạn có thể đặt những câu hỏi. Mình sẵn sàng giải đáp cho các bạn. Những câu hỏi có tính chất chung thì mình sẽ chia sẻ online, chia sẻ trực tiếp cho tất cả các bạn cùng nghe và cùng chúng ta cùng cùng đưa ra những cái lý luận, đưa ra những cái phương án để làm sao mang lại cái hiệu quả tốt nhất trong điều trị cho khách hàng của chúng ta. Thì mình bắt đầu phát video đây, thì các bạn nào muốn đặt câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi, trợ lý của mình sẽ tổng hợp câu hỏi và sẽ gửi lại cho mình. Để ý nhá, cái mặt vắt của khi nhìn nhìn cái chỗ giọt nước này đấy. Đấy, cắm vào này. Chúng ta sẽ cố gắng cắm vào cái túi thân răng đấy, từ đây đấy, nhẹ nhàng thôi, không có đau đâu. Nó sẽ vào xương thì hơi đau, thì mình sẽ chích một tí, xong mình nhích một tí này, một tí bệnh nhân có thể hơi đấy.
đấy, hơi một xíu luôn bạn đấy. Sau đó rồi bắt đầu cho nó nhít tiếp cái kín đấy, để cho nó vào được cái túi chân răng, đấy, nó vào được cái túi chân răng. Tiêm làm sao nó phải chắc tay, nên vẫn nhẹ tay này chứ được. Mình lựa vào đấy đây này, đấy, bắt đầu vào cái túi này, nó bệnh nhân hơi đau một xíu, tiêm vào chắc tay, đấy các bạn thấy không? Này, quay cả cầm tay nó chắc nhỉ? Lúc này tiêm phải thật là từ từ, thật là từ từ, bởi vì lúc này chúng ta đang tiêm vào cái bao thân răng đó, đầu tiên nó đang đẩy vào bao thân răng, xong bắt đầu nó di chuyển dần xuống dưới cái phần chân răng với lại mô xương đấy. Đấy các bạn thấy nó chắc tay không? Các bạn bơm mà chắc tay như này thì các bạn thấy nó sẽ hiệu quả. Cái mũi khâu này mũi này là mũi quyết định, bởi vì bản thân cái mũi kim nó đã chặn đường để cho thuốc tê không quay ngược trở lại và thuốc tê chỉ có đi xuống. Nhưng chúng ta phải tiêm thật là từ từ, vì tiêm mà sọc con gái thì nó phá dây chằng và nhân đau lắm. Còn đấy tiêm rất là từ từ này, tiêm như là tiêm máy, cơm bơm tiêm máy, bơm tiêm máy người ta cũng tiêm mấy chục giọt trong một giây đấy. Đấy, chụp giọt đấy, tiêm rất là từ từ mà cảm thấy rất chắc tay, tôi bấm mãi mà cũng không được này. Đấy, mình cứ tiêm khoảng độ cái mũi kim này là mũi quyết định đấy, mình cứ tiêm khoảng độ 40% bóng thuốc tê vào cái mũi kim này, thế dấn mạnh lên mà bệnh nhân không đau thì tức là đã hết đau rồi đấy. Để rút ra này, đấy, mình tiêm thêm một tí ở mặt trong này, cũng vẫn mặt phát thuốc tê nhá, đấy cũng vào, đấy còn mặt đấy. Đấy, chúng ta thấy là nó tràn lại, cứ tiêm ấn vào khi nào nó chắc tay đấy, chỗ này cũng lại chắc tay này, đấy chắc tay này, đấy tôi bóp thì các bạn thấy run run cái đầu kim này, được tôi bóp đấy nó không, đấy tôi bắt đầu tăng lực lên đấy, thì tức là nó cũng lại tràn tiếp vào cái phía trong cái chân răng, đó các bạn thấy không? Chắc tay nhớ nhá, chắc tay, đấy chắc tay, như vậy chúng ta mới tiêm một nửa đúng không ạ? chắc tay, đấy chắc tay lắm rồi, các bạn thấy bắt đầu nó trắng ra, đấy. Xong chúng ta tiêm một tí chỗ này nữa, thì bây giờ là tí nữa mình cũng sẽ bóc tách khu này, vẫn cứ kim vác thế, tiêm một tí này nữa, cái này có thể là trên diện rộng thôi, đấy các bạn nhìn thấy nó trắng ra, nó zoom zoom này, đấy, có thể nó trắng ra nét không chồng, đấy, trắng ra chưa đó, đấy, thế như vậy là cả đấy một cái ca răng khó này tôi tiêm các bạn nhìn thấy không? Đấy, khoảng độ 70% đúng không? Còn cái chỗ này tôi để lại, nếu mà bệnh nhân tí nó đau thì tôi gây tê đúng vào dây chằng, tôi sẽ bẻ kim như này, đó. Tôi gây tê vào đúng dây chằng. Đấy, nếu mà cần đau thì tôi mới dùng, còn có thể không phải dùng nữa. Thế nhá. Bây giờ đến thủ thuật nhổ thì tôi sẽ trình bày các ca lâm sàng khác. Còn cái chính là đấy, như vậy chúng ta đã tiêm xong. À, đấy, các bạn thấy không? 3 điểm tiêm, 1 này, 2 này, 3 điểm tiêm với cái ca này. Đấy, thôi dừng lại. Các bạn thấy sao? Khi mà chúng ta gây tê tại chỗ như vậy, thì cái mũi đầu tiên là cái mũi quyết định. Cái mũi đó, nó có cái áp lực để nó đẩy cái thuốc tê qua từ màng xương đi vào trong xương và nó lấn chiếm máu của cái tổ chức xung quanh tổ chức xương và xung quanh với các cái chân răng. Thì với cái việc chúng ta tiêm chậm từ từ và áp lực lớn từ từ thì nó sẽ choáng chỗ hết máu ở quanh cái tổ chức chân răng, thì cái việc mà nó cắt đứt cái dẫn truyền cảm giác đau khi mà mình thủ thuật nha khoa nó lên thần kinh cho bệnh nhân hoàn toàn không đau. Mà với 1-2 giọt thuốc tê vào những cái vị trí đó thì chúng ta đã đạt được cái hiệu quả tê. Thay vì như trước kia chúng ta gây tê vào gai spik, gây tê vùng, nhiều khi là cái thuốc tê vào cái khoảng xương huyệt đổ răng nó rất là ít. Vì thế cho nên là khi nhổ bệnh nhân vẫn có cảm giác, khi di chuyển răng rồi khi cắt răng bệnh nhân vẫn có cảm giác. Thì cái việc mà gây tê áp mặt phát của mũi kim áp sát vào màng xương, đẩy thuốc tê vào trong qua màng xương vào cái tổ chức xương xung quanh cái chân răng, tức là cái xương ở huyệt đổ răng, thì đã
làm cắt đứt cái dẫn truyền thần kinh, thì chúng ta thủ thuật răng rất là đơn giản. Các bạn cứ thực tập và thực hành hàng ngày thì các bạn sẽ có những cái kỹ năng. Thế nhưng mà một cái mấu chốt để mà thành công bạn cảm giác được, đó chính là cái việc mà chúng ta áp sát cái mặt vát kim vào màng dưới màng xương chúng ta tiêm, nó phải có áp lực các bạn nhé. Chứ các bạn tiêm mà thấy nó cứ thụt thụt cả ống nước tê vào thì là bạn tiêm vào tổ chức liên kết hết, mà tổ chức liên kết thì nó chưa đẩy được cái máu, chưa đẩy thuốc tê vào trong 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 cái tổ chức xương xung quanh chân răng được, cho nên là bệnh nhân vẫn đau. Mặc dù chúng ta tiêm cả 1, 2, 3 ống, thậm chí là 4, 5 ống thuốc tê, xong bệnh nhân nhổ vẫn có cảm giác. Thì đấy là những cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nếu như các bạn làm thực hành hàng ngày thường xuyên, thì các bạn sẽ tìm được những cái cách tiêm mà nó hiệu quả nhất. Thì hy vọng rằng, còn nếu như các bạn nào vẫn thực hành mà vẫn chưa được, thì có thể đặt những câu hỏi cho mình và mình sẽ cố gắng cả giải đáp, hoặc các bạn có thể xem lại những cái video này. Công ty Wallspeaker Trung Quốc và DTH Việt Nam, người ta vẫn lưu những cái buổi chia sẻ của mình online trong thời gian 1 đến 2 tuần trước khi kết thúc cái bài 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 chia sẻ của mình. Để nhá, Tiếp sau đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái ca lâm sàng nhổ răng, cũng răng số 8 khó. Cái ca này thì được một bạn đồng nghiệp mà chờ cùng ngành răng với chúng ta, nhưng mà vì người nhà người thân và cũng như là cái khả năng chuyên môn của bạn đó cũng chưa tự tin để mà nhổ cái răng nó sát ống thần kinh như này, thì có gửi lại cho mình. Thì với cái ca này mình cũng chia sẻ cái phương pháp lại cho các bạn biết là những cái phương pháp cắt nhổ răng như thế nào, dùng pierrotum trong cái thủ thuật nha khoa này như thế nào để cho nó đạt hiệu quả tốt nhất, sang chấn tối thiểu, lành thương nhanh, và cái quan trọng nhất là đảm bảo được cái sự an toàn về trong cái phẫu thuật nhổ răng, cũng như là cái sức khỏe sau khi cái khách hàng là nhổ răng. Thế thì như các bạn nhìn phân tích phim 3D thì các bạn thấy là cái chân răng này này nó nằm sát ống thần kinh. Các bạn đặt câu hỏi nhé, xong rồi tí nữa nhân viên của mình sẽ ra tổng hợp lại và mình sẽ trả lời luôn. Thì cái ống thần kinh đây các bạn thấy không, nó đã tiếp xúc với cái gần chóp chân răng ở trên cái lát cắt này đó. Ở lát cắt này thì các bạn thấy cái chân răng nó rất là xoắn vặn và gần như hoàn toàn là cái răng, cả cái thân răng trừ mỗi cái mặt nhai thôi và một chút cái phần ở mặt bên thì là nó hở ra xương thôi. Nhưng mà đây là trên phim thôi, chứ còn thực tế lâm sàng tí nữa mình mở ra mình mới biết đúng không các bạn. Thì mình thấy cơ bản toàn bộ là cái răng nó nằm trong xương, và với một cái bệnh nhân ở cái tuổi 30 này thì là cũng rất là cái vấn đề là khoáng hóa xương và khoáng hóa răng nó hoàn hảo hết rồi. Cho nên việc nhổ cái răng này nếu mà chúng ta mà không có kinh nghiệm thì cũng loay hoay rất là khó. Mà cái chúng ta cũng biết rồi, các cái thủ thuật phẫu thuật nói chung và phẫu thuật các cái tiểu phẫu trong phẫu thuật răng miệng nói riêng, thì nếu chúng ta mà càng làm nhanh gọn và đơn giản đúng không ạ, thì là cái khả năng phơi nhiễm nó càng giảm. Thế thì trước khi làm một cái ca như thế này thì chúng ta cần phải lên kế hoạch điều trị, quan sát phim, rồi là đưa ra các cái phương án chia cắt chân răng như thế nào đó, sử dụng máy móc thiết bị hỗ trợ như thế nào để chúng ta lấy ra làm sao cho nó nhanh gọn nhất và an toàn nhất cho cái người khách hàng của chúng ta. Thì các bạn nhìn trên cái hình ảnh chụp trên miệng thì chúng ta thấy là hoàn toàn cái răng này vẫn nằm ít nhất là như chúng ta nhìn đây thì thấy đây là hoàn toàn nằm trong mô mềm. Và trên cái phim 3D này thì chúng ta thấy rằng là gần như hoàn toàn nằm trong xương. Thế cũng có thể là cái phần này đã được lộ dưới mô mềm, xong cũng có thể chưa chắc, bởi vì cái xương nhiều khi nó mỏng, chụp 3D lên chúng ta sẽ không nhìn thấy rõ. Các bạn đồng ý thế không ạ? Nhiều khi chúng ta chụp 3D lên cứ tưởng là chỗ đây là có xương nhưng mà thực tế là chưa chắc đã có. Đấy các bạn thấy. Chỉ với lát cắt này để rát sát ống thần kinh ở vị trí này. Còn những lát cắt này cũng thế. Đây các bạn thấy. Ở điểm chót của chân răng đây các bạn thấy không?
ống thần kinh nó đã tiếp xúc ở đây này đó. Thì với những cái ca này nếu như chúng ta không có phim 3D thì các bạn cũng đừng, nếu mà có làm cũng cũng sẽ rất là mạo hiểm. Thực ra thì những cái tiếp xúc với thần kinh như này thì nó có sang chấn thì cũng không nặng nề, nếu như với các điều kiện mà chúng ta nhổ nó nhẹ nhàng, nó ít sang chấn. Chứ còn nếu như các bạn không có kinh nghiệm nhổ, các bạn làm nó vỡ xương rồi, các bạn làm nó gãy chân răng rồi gãy chóp răng, thì nó sắc nhọn, nó có thể làm tổn thương cái ống thần kinh, tổn thương thần kinh răng dưới, thì cũng rất là phiền phức cho bệnh nhân rồi phiền phức cho chúng ta. Thì ở đây thì tôi cũng chia sẻ với các bạn về tất cả cái quá trình nhổ cái răng này như thế nào. Đồng thời là tôi cũng sẽ chia sẻ luôn cho các bạn là những cái vấn đề mà chúng ta làm nó, nếu như chúng ta không kỹ càng thì nó có những cái sai sót kỹ thuật. Thực ra nhiều những việc nó rất là đơn giản thôi, tưởng là đơn giản, nhưng nếu chúng ta làm không chỉnh chu, không làm một cách chuyên nghiệp, không kiểm soát tốt thì nó cũng gây ra cái hậu quả và cũng làm phiền phức. Trước tiên thì chúng ta sẽ lọc rạch và lật vặt. Đây, cái đường rạch của tôi cũng vẫn bình thường thôi ạ. Đường rạch rãnh lợi từ phía mặt ngoài của răng 7 ra phía sau và vòng vòng ra cái phía trong, rồi chúng ta rạch trên sống hàm. Chúng ta cố gắng là mở làm sao mà nó nhỏ nhất có thể, nhưng cũng phải đủ cái phẫu trường để chúng ta làm việc, đúng không ạ? Chứ nếu các bạn mà cứ lật một cái vạt nó quá mỏng, quá nhỏ, rồi đến lúc chúng ta làm, chúng ta cắt, thì cái chân răng đó, cái khi mà chúng ta cắt cái mũi khoan, có thể là nó sẽ cắt vào mô mềm, và những cái rách tổn thương mô mềm đó là những cái tổn thương không mong muốn. Nó có thể làm rách rất lớn nếu nó vào những mạch máu lớn, những mạch máu mà nó có đường kính lớn, nó chảy rất là khiếp. Và chúng ta nhìn thì chúng ta nhiều khi bản thân bác sĩ phẫu thuật viên chúng ta cũng thấy là lo ngại. Có những người đang làm mà thấy chảy máu khiếp quá là mặt mũi tái hết đi vào, rồi không đủ bình tĩnh để làm nữa, thì cái cuộc phẫu thuật của chúng ta là thất bại. Thì cái đường rạch là nhỏ nhất có thể, nhưng phải đủ đảm bảo được cái phẫu trường. Và cái một cái việc nữa mà tôi cũng nhắc đi nhắc lại với các bạn rằng là cái ánh sáng, rồi việc hút nước bọt và cái việc người trợ thủ phải nói là cực kỳ quan trọng trong cái thủ thuật này. Các bạn đừng có mà nhổ răng một mình. Với cái ca này mà bạn một mình nhổ thì tôi, nếu mà là tôi thì tôi từ chối, tôi bảo thôi anh chịu không làm được. Cái người trợ thủ rất là quan trọng đối với các bạn. Vì thế cho nên các bạn cố gắng là đào tạo để làm sao được những người trợ thủ người ta chuyên nghiệp. Người ta biết được rằng là sắp tới mình sẽ làm cái gì, và người ta biết được rằng là mình cần hỗ trợ gì, và người ta đảm bảo cho các bạn là cái phẫu trường lúc nào cũng cũng sáng sủa, sạch sẽ và nhìn rõ ràng. Thế ở đây mà sau khi tôi bóc tách cái mô mềm ra thì các bạn nhìn thấy thế không ạ? Chúng ta thấy cái vỏ của xương hàm đó, vỏ xương hàm. Thì như vậy là cái mặt ngoài và một chút cái mặt trên của cái răng số 8 này vẫn chưa ra khỏi xương hàm. Nhưng cái xương hàm này nó không dày lắm và rất là mỏng. Thì tôi dùng piezotome. Tôi cắt, tôi mở mở cái nắp xương này. Mở cái nắp xương này bằng piezotome thì hoàn toàn rất là nhẹ nhàng các bạn ạ. Rất là nhẹ nhàng. Nó rất là an toàn. Bởi vì mình, nếu như không may mà cái đầu piezotome chúng ta mà có va chạm vào mô mềm, nó cũng không rách, cũng không làm sao cả. Thì các bạn thấy không, cái nắp xương nó như này. Sau khi tôi bóc cái nắp xương này ra thì các bạn nhìn thấy cái nó bộc lộ cái mặt mặt bên của răng và cái mặt nhai đây, mặt nhai cái răng đổ nghiêng về phía trong. Đó, các bạn thấy không? Đấy. Thì đến đây chúng ta sẽ cắt. Với tôi thì tôi hay cắt nhiều đường cắt. Mục đích của mình là để làm sao cho cái, bởi vì chúng ta cắt đứt ngang một cái răng số 8 bằng tay high speed nghiêng 90 độ, nghiêng 45 độ, và cái mũi tung stem của Đức nó rất là sắc và nhanh.
thì cái việc chúng ta cắt một lát cắt đó chúng ta chỉ mất 15-20 giây, đúng không ạ? Chúng ta cắt ba nhát cắt mất chưa đến 1 phút, còn hơn là chúng ta chỉ cắt một nhát cắt, sau đó rồi chúng ta loay hoay, chúng ta tìm hướng nọ tìm hướng kia để chúng ta lấy cái thân răng ra, nó rất mất thời gian. Vì thế cho quan điểm của tôi là tôi cắt vụn cái thân răng ra để lấy. Và cái việc chúng ta cắt vụn thì nó có một cái lợi ích rất là tốt, đó là cái việc chúng ta lấy cái thân răng ra nó nhẹ nhàng, nó không làm tổn thương cái xương hàm xung quanh cái thân răng. Thế nhưng nếu các bạn không kiểm soát tốt thì chúng ta dễ bị sót những cái mảnh xương khi chúng ta cắt. Và cuối cái ca lâm sàng này thì các bạn sẽ thấy tất nhiên là những cái việc sót sót lại cái phần mảnh thân răng cắt đó, kể cả chân răng, thì đối với tôi thì có cái kinh nghiệm rồi, tôi đảm bảo được cái phẫu trường sạch sẽ sáng sủa, và cái kiểm soát của tôi có kinh nghiệm, đồng thời là trợ thủ của tôi đã hỗ trợ cho tôi rất là chu đáo, và họ cũng rất có kinh nghiệm trong vấn đề là tìm kiếm những cái mảnh mảnh thân răng cắt nát đó mà chúng ta chưa lấy ra được, thì nó cũng đã kiểm soát được tốt. Thế nhưng nếu các bạn làm mà các bạn không có kinh nghiệm thì những cái việc mà sót những cái mảnh thân răng, thậm chí chân răng nó nằm lại thì cũng gây rất là phiền phức. Đối với những cái răng mà nó vẫn nằm trong xương như thế này, nó vẫn được che kín bởi mô mềm và cái răng đó chưa bao giờ nhiễm trùng, đúng không ạ? Tức là không nhiễm trùng, răng hoàn toàn vô khuẩn, thì cái việc chúng ta sót lại những cái mảnh chân răng, sót lại một vài cái mảnh thân răng, và khi chúng ta khâu kín và cái vết thương của chúng ta nó lành thương tốt và không nhiễm trùng thì cũng không có gì lo lắng cả các bạn ạ. Bởi vì bây giờ cái sự tiên tiến của khoa học kỹ thuật thì người ta đã từng lấy cái thân răng của bản thân cái người bệnh, người ta nghiền nhỏ ra, sau đó người ta xử lý vô trùng và người ta ghép vào vẫn bình thường, có sao đâu các bạn, đúng không? Thì cái việc chúng ta nhổ cái răng này, chúng ta cắt thân răng này, chúng ta lấy, nếu không may mà có sót lại một tí cái mảnh chân răng mà chúng ta khâu kín và chúng ta kiểm soát được cái nhiễm khuẩn sau khi nhổ răng, thì cái mảnh đó nó có nằm lại cũng không có vấn đề gì đâu các bạn cả. Thế nhưng ở với tôi, và tôi cũng mong muốn các bạn rằng là các bạn hãy lấy hết nó ra, lấy hết sạch nó ra là tốt nhất, đúng không? Chúng ta tránh cái nguy cơ vì sau nó rất là mệt. Thế thì sau khi mà đây tôi cắt rất nhiều đường cắt, để các bạn nhìn thấy không ạ, 2-3 đường cắt, thậm chí là cắt cắt ngang cái thân răng, nhiều khi tôi cắt cả dọc từ trên xuống dưới, để cuối cùng là những cái mảnh nhỏ này tôi lấy ra rất là dễ dàng, thay vì là chúng ta phải loay hoay cắt một đường đứt ngang thôi, xong rồi chúng ta loay hoay để chúng ta xoay cái thân răng ở trong đấy, tìm các cái hướng để đưa nó ra, nó thật các bạn là rất mất thời gian, rất mất thời gian. Thế thì tôi chia nhỏ nó ra và tôi lấy, tất nhiên là những cái đường cắt này thì tôi đã nghiên cứu trước khi mà tôi quyết định nhổ rồi. Thì đây các bạn nhìn, sau khi mà tôi cắt và tôi lấy phần thân răng ra, các bạn nhìn thấy không, cái huyệt xương, cái phần xương mà bao quanh cái thân răng này, các bạn thấy rất là lành lặn và không bị tổn thương, không bị sang chấn tí nào cả, các bạn nhìn thấy không, không bị sang chấn tí nào. Và khi các bạn giải phóng được cái thân răng rồi, đúng không, thì cái việc chúng ta di chuyển cái chân răng ra phía trước nó quá là đơn giản, bởi vì nó có khoảng không, nó có lối thoát lực, khi chúng ta đưa cái chân răng ra phía trước nó rất là dễ dàng. Chứ các bạn hình dung xem, các bạn vẫn còn những cái cản trở ở đây thì các bạn làm sao các bạn di chuyển được cái răng ra phía trước được, đúng không ạ? Đấy, các bạn nhìn em. Để có những cái hình ảnh như thế này thì một là tôi cũng đã phải tự chụp, thường là tôi tự chụp thì là đẹp nhất. Còn trợ thủ của tôi chụp thì nhiều khi họ cũng không có được cái góc nhìn tốt, không có góc nhìn tốt. Có thể cái ca này là tôi tự chụp, nhưng chụp thì chúng ta cũng phải đảm bảo được một chút là cái vấn đề vô trùng,
Cái thứ hai nữa là cũng phải có kinh nghiệm chụp. Thứ ba nữa là cái thao tác của cái quá trình phẫu thuật các bạn phải làm thật là nhanh, chụp cũng rất là nhanh để làm sao cho cái người khách hàng người ta không phải chịu thêm cái thời gian bạn chụp ảnh. Thế cho nên là các bạn làm nhiều, các bạn đủ kinh nghiệm thì cái việc chúng ta gây tê tại chỗ nó chỉ đủ cho các bạn phẫu thuật trong vòng dưới 30 phút thôi. Còn nếu mà cái ca phẫu thuật của các bạn kéo dài đến 1 tiếng, 2 tiếng thì xin lỗi các bạn, là cái việc các bạn có gây tê tốt tại chỗ hay là gây tê tốt kể cả nó vùng thì sau 1 tiếng, 2 tiếng thì thuốc tê của các bạn nó cũng cũng bị tia giảm bớt đi, và cái việc nhổ răng là vẫn đau, và lúc đó những cái nguy cơ về nhiễm trùng, về phơi nhiễm, về ngộ độc thuốc tê nó rất là cao. Cho nên là các bạn cần phải có cái kỹ năng trong cả cái vấn đề gây tê, kỹ năng trong thủ thuật và kỹ năng làm sao để cho cái thời gian phẫu thuật một cái răng này nó chỉ tầm dưới 20 phút. Dưới 20 phút các bạn nhé. Tiêu chuẩn không biết là có cao với các bạn không, nhưng với tôi là nó khoảng dưới 20 phút. Có những trường hợp mà tôi làm lâu thì nó khoảng 25 phút. Còn những trường hợp nhanh thì nó chỉ 5 7 phút. Thì với cái ca này cũng là ca khó đấy các bạn ạ, chứ không phải dễ đâu. Thì tôi cũng tính cái ca này tôi cũng không để ý lắm, nhưng mà chắc khoảng nó 10 phút gì đấy, hay 15 phút tôi cũng chẳng để ý. Vì làm nhiều quá rồi cũng không bấm thời gian. Thì sau khi chúng ta đã giải phóng được cái thân răng như này thì cái việc chúng ta dùng piezo bê tông để hỗ trợ xung quanh để làm sao cho cái việc mà cái dây chằng xung quanh cái chân răng rồi phía dưới nó đứt ra, thì cái việc chúng ta di chuyển cái chân răng nó dễ dàng hơn. Tại sao tôi phải phải dùng piezo hỗ trợ, là bởi vì trong cái ca này nếu như chúng ta không không giảm được cái lực khi chúng ta bẩy răng lớn thì có thể là đẩy cái chân răng vào, hoặc là cái việc di chuyển chân răng nó đẩy ra đẩy vào, nó lắc nhiều, nó mất thời gian thì nó có thể sang chấn thần kinh. Vì thế cho nên là chúng ta hãy dùng cái lực làm sao nó ít nhất có thể. Thì với pia tôm nó cắt cái xung quanh này thì quá là đơn giản, nó không có gì cả. Thì đây là tôi dùng pia tôm để tôi cắt xung quanh này và tôi mở rộng xung quanh. Cái video này vẫn đã mở được mà bây giờ thấy không mở được. Đây là ảnh không video. Thì dùng pia tôm chúng tôi mở mở xung quanh ra đây. Cái giữa cái khoảng giữa cái phần phần răng và chân răng với lại xương hàm. Thế sau đó rồi tôi dùng cái bẩy, tôi bẩy nhẹ về hướng phía gần. Rất là nhẹ nhàng, nó đã ra rồi đấy. Nó di chuyển về phía gần đấy, rất nhiều. Các bạn nhìn không? Đó, di chuyển về phía gần. Nhưng vì cái chân răng nó là chân răng đôi như này, cho nên nó cũng rất là to so với cái cửa ra, mà cái mực cửa mở xương của tôi. Vì thế cho nên tôi lại dùng tay quan để tôi cắt. Cái việc chúng ta chia nhỏ ra là rất quan trọng đấy. Tôi lại chia tiếp rồi đấy, các bạn thấy không? Chi tiết đi ra. Và cuối cùng là tôi đã lấy được cái răng ra với rất nhiều những cái mảnh vụn như này. Thì chính cái việc mà ra quá nhiều cái mảnh vụn như này, các bạn thấy điểm những chân cuối cùng này, các bạn nhìn thấy nó rất là hoàn hảo, nó không có bị sứt vỡ gì cả. Cho nên là tôi đảm bảo với các bạn là thần kinh hoàn toàn bình thường. Đây là cái điểm cuối cùng của một chân răng này. Đó, đây là điểm cuối cùng của một chân răng nữa này. Các bạn nhìn thấy không? Nó hoàn toàn là bình thường, nó không có bị đứt gãy sắc nét gì cả. Cho nên là tôi đảm bảo một điều chắc chắn rằng ca này không bị tổn thương thần kinh một tí nào luôn. Đây, và tôi rất hay dùng cái tay khoan 45 độ. Vừa rồi thì bên công ty DTH có đưa cho tôi mấy cái tay khoan Jimmy này để tôi dùng thử. Thì quả thực là tôi thấy nó rất hiệu quả. Nó cũng đủ sắc, đủ khỏe để làm. Tôi cũng khuyến nghị các bạn là có thể mua cái tay khoan này, dùng nó cũng rất là tốt, giá cả nó cũng hợp lý. Các bạn có thể liên hệ với DTH Việt Nam để các bạn mua. Tôi dùng thì tôi thấy rằng là tất nhiên là nó không thể
như của Nhật được, như của châu Âu được. Thế nhưng mà chúng ta nếu như phòng khám, như phòng khám của tôi phải nhổ răng rất nhiều, có ngày nhổ đến 20 cái, thì cái việc dùng tay khoan mà chúng ta hấp, chúng ta vô khuẩn, mỗi người đều 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 dùng một cái tay khoan riêng, đều hấp vô khuẩn hết. Vì thế cho nên là chúng ta một ngày hấp đi hấp lại một vài lần thôi, chứ không thể chỉ có một cái tay khoan mà nhổ 20 ca thì không thể sẽ tải nổi. Cho nên là nhà tôi có rất nhiều tay khoan. Có những lúc mà nhà tôi có đến 8 hoặc 10 cái tay khoan cùng một lúc có thể hoạt động được, thì chúng tôi hấp sấy để chúng tôi thay phiên nhau. Cho nên cái việc chúng ta phải mua nhiều tay khoan ở trong cái phòng khám nha khoa của các bạn là chuyện bình thường. Vừa rồi mình cũng biết một vài cái phòng khám bạn mình, người ta dùng cái scan trên miệng rất là nhiều. Một phòng khám người ta mua 2 cái 3 cái, tôi thấy là cái việc người ta dùng với cái tần suất cao như vậy thì cái việc đầu tư đến cái máy scan người ta còn đầu tư được 2 3 cái, thì tại sao các bạn cũng như tôi không đầu tư được nhiều cái tay khoan này, đúng không ạ? Tay khoan này thì dùng cũng rất là tốt và rất là ổn định. Các bạn là muốn mua thì các bạn có thể liên hệ với inbox ở đây, thì các bạn ở trong công ty DTH và Woodspeaker sẽ reply cho các bạn. Và đây đây là cái ảnh chụp cái huyệt ổ răng sau khi mà chúng tôi đã nhổ cái răng này ra. Thì đây là góc, cái góc chụp mà nhìn xuống cái chân răng đấy ạ. Vâng, các bạn nhìn thấy không, cái xương mà bè xương nằm giữa 2 chân răng tôi vẫn giữ nguyên, không bị vỡ tí nào, các bạn thấy không, không bị vỡ tí nào cả. Rồi cái vòng xung quanh cái phần thân răng của cái xương ở cái vị trí này cũng không sao, chỉ trừ mỗi cái đường mở xương của tôi thôi, thì tôi cũng đã sẽ làm gọn gàng rồi nhẵn nhụi đi để tôi khâu vào. Ở đây cái hình ảnh chỗ này các bạn nhìn thấy không, bạn biết đây là chỗ nào không ạ? Đây chính là cái phần thân răng nó nằm trong xương đấy ạ. Vì mình cắt nhỏ ra mình lấy, cho nên là cái phần thành bên của cái huyệt ổ răng mà nó bao cái thân xương này hoàn toàn không không bị tổn thương. Các bạn nhớ phải lấy hết cái bao thân răng này nhé, lấy hết cái bao thân răng ra. Bởi vì các bạn nếu để cái bao thân răng này lại, nhiều khi nó cũng có nguy cơ, nó có thể làm cái tạo thành cái nang. Các bạn nhìn thấy không ạ? Với một cái phẫu trường mà sạch sẽ, rõ ràng như thế này, rõ ràng như thế này, thì cái khả năng mà sót chân rồi là sót những cái mảnh thân răng có không hả các bạn? Các bạn hãy like, comment và chia sẻ để cho Dr. Chiến, có khí thế, có năng lượng. Hôm nay mình có giảng cái lớp Implant cho nên cũng hơi mệt, nhưng mà vì hứa với các bạn là tối thứ sáu này mình sẽ live stream, vì thế cho nên là mình cũng cố gắng để chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn thấy không, cái việc mà chúng ta kiểm soát ánh sáng, kiểm soát máu, làm sạch sẽ như này thì chúng ta sẽ kiểm soát tốt, nó sẽ không còn sót chân răng và thân răng. Và chúng tôi khâu lại đây, các bạn nhìn thấy đường khâu đó, cái đường khâu. Các bạn nhìn thấy đường khâu đấy. Khâu rất nhẹ nhàng, khâu rất là từ bình thường, đúng không ạ? Các bạn nên chọn những cái chỉ khâu tốt. Rồi những cái hãng nó có cái chỉ nó có chất lượng, chúng ta khâu. Tôi nói thật với các bạn là mua một cái sợi chỉ nó đắt một chút, nhưng khi chúng ta làm nó rất là sướng, rất là nhanh, nó đỡ mất cái thời gian trên miệng với bệnh nhân, nó đỡ khổ cho chính chúng ta và nó cũng đỡ khổ cho khách hàng của chúng ta. Cho nên ở nhà tôi hay dùng cái chỉ Mani, khâu rất là nhanh các bạn ạ, mũi kim sắc, cắt mô mềm tốt và cái độ cong của cái kim nó cũng vừa phải để chúng ta khâu. Đấy, tổng thời gian làm cái ca này nó cũng không nhanh lắm, à không lâu lắm. Thế thì khi chúng ta kiểm soát tốt thì chúng ta sẽ không sót lại những cái mảnh thân răng cắt vụn, đồng thời là chân răng, đồng thời là cái bao của thân răng đó. Khi chúng ta làm sạch sẽ như vậy và chúng ta đảm bảo vô trùng thì vấn đề liền thương nó rất nhanh, chỉ hôm sau là bệnh nhân đã hết hết sưng đau rồi. Và nhớ là sau khi nhổ xong thì
cũng phải cho bệnh nhân chườm đá vào má, rồi uống kháng sinh, rồi giảm đau. Nhiều những cái trường phái có người thì không dùng kháng sinh, thì bản thân tôi thì cũng nhiều ca tôi cũng không dùng kháng sinh. Thế nhưng mà nó tùy từng cơ địa của mỗi người. Và xong một thời gian tôi áp dụng không dùng kháng sinh số đông thì có một ca bị nhiễm trùng muộn. Thế thì sau cái ca nhiễm trùng muộn đó tôi phải xử lý. Thì đến bây giờ thì tôi vẫn quyết định là phần lớn là cho dùng kháng sinh. Có một vài trường hợp trường trường phái các bạn không dùng kháng sinh thì cũng có thể là một vài ca thì các bạn có thể không dùng được, nhưng với tất cả và nhất là cái vấn đề vệ sinh răng miệng của người Việt của chúng ta cũng rất là không được, chưa được hoàn chỉnh lắm, chưa được chu tốt tất lắm, thì cái việc dùng kháng sinh tôi nghĩ là khuyến cáo các bạn là nên dùng để đảm bảo cho cái vấn đề là không bị nhiễm trùng sau khi nhổ. Thế thì cái ca này cái bạn đồng nghiệp đó gửi cho tôi thì tôi có, xong ngày hôm sau thì bạn ấy có gửi cho tôi một cái ảnh phim như này, thì tôi cứ nghĩ rằng là cái ca này của tôi nhưng hóa ra không phải. Thế các bạn nhìn thấy cái hình ảnh này các bạn thấy như nào ạ? Sau khi người ta nhổ xong thì người ta chụp kiểm tra xem còn sót chân răng không, thì các bạn thấy cái gì đấy ạ? Đấy, cái này. Đó. Đây là cái một cái phần răng đã được cắt nát, nó rớt lại. Thì phẫu thuật viên ca này người ta đã không kiểm soát tốt các cái mảnh vụn. Vì thế cho nên là nó còn sót lại cái mảnh vụn này. Thực ra như tôi nói ban đầu đó, tất nhiên là như ca của tôi là cái răng hoàn toàn nằm trong xương, gần như là hoàn toàn nằm trong xương và nằm hoàn toàn trong mô mềm và chưa bao giờ nhiễm trùng, chưa bao giờ bị đau và nhiễm trùng nha các bạn nhé. Còn những cái trường hợp mà đã bị sưng đau và chảy mủ ra ở cái rãnh lợi ở phía xa của răng 7 rồi thì là nhiễm trùng rồi. Thì các bạn có thể sót lại những cái mảnh thân răng như này và có thể sau cái thời gian nhổ không bị nhiễm trùng thì các bạn cũng yên tâm không vấn đề gì cả. Thế nhưng cái ca này là không phải của tôi. Mà tôi nhìn cái phim X quang như này là nó đã, các bạn nhìn thấy nó hở lên như này rồi. Hở lên như này rồi. Thì chắc chắn là nó đã tiếp xúc với môi trường miệng. Và nếu cái mảnh sót lại này mà nó nhiễm khuẩn thì nó có khả năng nhiễm khuẩn. Vì thế cho nên là cái việc mà lấy ra cái này cũng nên lấy. Và cái ca này thì bạn đồng nghiệp kia bạn có nói với tôi rằng là lấy ra nó cũng dễ dàng, bởi vì bản thân nó đang nằm ở đây rồi, chỉ việc lách cái dụng cụ vào là lấy ra được thôi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Thì với cái chia sẻ này tôi muốn khuyến cáo các bạn rằng là cái vấn đề phẫu trường, vấn đề hút nước bọt, vấn đề trợ thủ thủ và ánh sáng nó rất quan trọng trong tất cả các thủ thuật nha khoa nói chung, chứ không phải chỉ riêng mỗi vấn đề nhổ răng số 8. Với cái ca vừa rồi các bạn có đặt những cái câu hỏi gì không ạ? Thì các bạn cứ viết vào đây thì trợ thủ của tôi sẽ gửi, để tôi đọc tin nhắn thì tôi sẽ trả lời cho các bạn. Có bạn hỏi tôi là cái chia sẻ thêm về vấn đề lấy bao thân răng quanh răng để tránh nang, tính tạo nang ạ. Thì các bạn nhìn cái phẫu chuồng như thế này rồi. Khi bạn nhổ răng ra, bạn nhấc cái thân răng ra, có thể là cái bản thân cái, các bạn nhìn này, nên cái bao đây nó đã dính theo này, các bạn nhìn thấy không? Đây này đấy, nó đã dính theo rồi. Đây này, đó. Khi các bạn lấy cái chân răng ra, nó cái bao nó đã dính theo này, bởi cái bao đó nó kết dính với cái chân răng, với cái thân răng, cái chân răng ở cái chỗ mà kết nối men ngà đúng không ạ? Cái lợi bám dính ấy, cái lợi mà nó dính vào, tức là cái lợi nó dính vào cái răng ở cái khoảng sinh học ấy, là cái chỗ này này đó, thì khi chúng ta nhổ ra nó đã đi theo rồi. Thế còn cái bao ở phía trên này đúng không ạ? Thì các bạn nhìn đây, các bạn cứ dùng cái curette to, các bạn nạo
thậm chí các bạn dùng cái đầu của cái đầu bóc tách ấy, mà như cái thìa ấy, chúng ta nạo là sạch, có gì đâu, đúng không ạ? Rất dễ. Và nhất là cái phẫu trường mà rõ như thế này rồi thì cái việc chúng ta lấy ra là quá dễ dàng, đúng không? Cái mô mềm mà có gì đâu. Tí nữa tôi sẽ có cái ca lâm sàng mà tôi sẽ phải dùng dao để tôi cắt. Có bạn hỏi là trên phim ghi cản quang đấy thì chính là cái đấy các bạn. Thì cái việc lấy cái bao này quá đơn giản đúng không ạ? Cho nên là cái này các bạn chỉ nhìn thấy các bạn nạo nó là nó lên thôi. Còn nếu trường hợp mà nó dính thì các bạn có thể dùng dao các bạn cắt nó đi. Bóc tách. Cái này chính là cái một cái phần thân răng cắt ra nó bị rớt lại. Thế còn mấy hôm vừa rồi tôi có nhận được một cái một bạn hỏi tôi là em nhổ cái răng này 2 tuần rồi vẫn sưng đau. Thế thì với những cái gì tôi nhìn thấy đây thì nếu mà là tôi thì với điều kiện X quang 3D như bây giờ thì tôi sẽ không nhổ cái răng này ngay bằng cái phim đơn giản này mà tôi sẽ chụp 3D. Bởi vì tôi muốn xem là cái sự dính của cái chân răng chân gần của răng 8 này với răng 7, chân xa răng 7 này như thế nào. Cái thứ hai nữa là cái răng bên này các bạn nhìn thấy không ạ? Nó cũng chạm vào thần kinh. Thì tại sao chúng ta không không chụp 3D, mà tôi nghĩ là cái X quang 3D ở trên lãnh thổ Việt Nam bây giờ rất nhiều nơi đều có, tất cả những cái trung tâm thị xã quận huyện, các phòng nha đều đầu tư, thì chúng ta nên chụp X quang 3D. Ngoài cái vấn đề như cái ca này để chúng ta xem cái sự liên kết giữa cái chân gần răng số 8 với lại chân xa răng số 7 này nó có móc méo gì vào nhau không, thì chúng ta còn xem được luôn cả cái răng chân răng này nó có chạm vào thần kinh hay không như thế nào. Ở ca này bạn ấy có gửi cho tôi và có hỏi là em nhổ 2 tuần vẫn sưng đau hay 1 tuần gì đó tôi không nhớ chính xác, thì tôi cũng không biết nói như nào cả, tại vì là bạn ấy chỉ nói và hỏi tôi như vậy. Và thế bảo là sưng ở cái mặt trong xương hàm ở phía này chỗ này, thì tôi cũng không biết là bạn ấy nhổ như nào, nhưng mà bạn bảo bà bạn nhổ hết hơn 1 tiếng các bạn ạ. Thế nếu như các bạn thì các bạn sẽ đưa ra cái giải pháp như thế nào với ca này? Trong trường hợp mà tôi đưa ra cái giả thuyết là cái chân răng số 8 nó chỉ chạm vào răng số 7, chân răng số 7 chứ chưa ngoắc vào nhau nhé, chưa ngoắc vào nhau như này đó, thì với cái phương án nhổ cái răng này thì bạn sẽ nhổ như thế nào? Các bạn hãy chụp lại cái màn hình này rồi đưa cho tôi cái phương án, có thể inbox hoặc có thể comment vào đây thì tôi xem là ai đưa ra cái phương án tốt nhất cho cái ca này. Thế còn nhổ để mất hơn 1 tiếng đồng hồ ca này thì quả thật là có thể là cũng hơi khó, cái này mình không hứa không biết được. Nhưng mà nhìn đây thì mình thấy rằng nó cũng có vẻ như tiếp xúc với nhau thôi chứ chắc đã ngoắc vào nhau. Nhưng nếu là tôi thì tôi chụp 3D chứ tôi không làm mỏ. Các bạn đưa ra cái phương án nhổ cái chân răng này đi, cũng hay ra phết đấy. Chân nào cô bạn trợ lý bác sĩ Phương Anh, bác sĩ Anh Phương đưa câu hỏi cho tôi nào lên đây để tôi trả lời cho các bạn. Với cái vấn đề nhổ răng thì nếu các bạn có mong muốn như thế nào các bạn cứ comment. Với cái số đông của các cái câu hỏi, cái mong muốn của các bạn cần thì tôi sẽ lại chia sẻ lại. Chứ còn chẳng lẽ mình cứ ngày nào thì mình sâu ca lâm sàng, cái việc nhổ răng thì nó cũng chỉ có thế thôi. Nào thì mở vạt, nào thì mở xương rồi chia cắt rồi lấy ra rồi thì bạn nạo nang rồi nạo bao thân răng rồi bơm rửa rồi lấy hết xương vụn rồi vệ sinh sạch sẽ rồi khâu lại rồi liền thương rồi chăm sóc, đúng không? Cái việc nó có mỗi thế, ngày nào chúng ta cũng làm. Thì với những ca nào khó, ca nào hay thì các bạn có thể đưa lên để chúng ta cùng bàn luận. Với ca này thì chắc là với tôi làm thì nó không vấn đề gì, nhưng với các bạn mới làm thì nó cũng hơi khó khăn. Để tôi khuyên các bạn là nên đi học những cái khóa phẫu tiểu phẫu răng cho nó chỉnh chu,
rồi làm và thực tập ở trên cái mô hình tốt, rồi hãng làm trên bệnh nhân của mình. Như vậy thì nó sẽ an toàn và hiệu quả hơn. Rồi những các cái vấn đề về che chắn, vấn đề về vệ sinh, vấn đề về vô trùng rất là quan trọng. Trong cả cái quy trình nhổ cái răng này, tất cả mọi việc đều quan trọng hết các bạn ạ. Chứ không phải là mỗi vấn đề là người trợ thủ, người nhổ có kỹ năng. Nếu như các bạn dùng cái dụng cụ không vô khuẩn thì các bạn lại mang vi khuẩn vào đây. Tại sao nhà tôi nhổ nó không sưng đau nhiều? Hoặc là rất ít sưng đau, chỉ 2 3 ngày là bệnh nhân bình thường. Còn những nhiều nơi nhổ thì các bạn nói lại rằng là sưng đau mất cả 2 3 tuần trời. Đúng không? Chúng ta không nói đến cơ địa của bệnh nhân, mà phần lớn không phải cơ địa mà chủ yếu là chúng ta cái vấn đề vô trùng, rồi cái vấn đề là đụng dập, vấn đề sang chấn quá lớn. Chúng ta làm sang chấn tối thiểu thì họ không sưng đau gì đâu. Ở các bạn cứ comment nhé, tại vì tôi không có trợ thủ hôm nay nên cũng không đọc hết tất cả các câu hỏi của các bạn. Thì hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một cái ca lâm sàng nữa. Ca lâm sàng này thì các bạn nghe xong thì các bạn sẽ thấy nó rất hay và rất là thú vị. Thường những các bác sĩ trẻ, những người mới ra trường, những người mới vào nghề thì rất dễ bị nhầm lẫn, rất dễ bị nhầm lẫn đấy các bạn. Mà nhầm lẫn là tai hại đấy. Phải nói là tai hại. Bệnh nhân nam 50 trên 50 tuổi, thực ra bệnh nhân này sinh năm 66, trợ thủ tôi viết sai. 56 tuổi, hơn tôi 1 tuổi, 57 tuổi. Đến khám vì lý do đau răng 414. Đau âm ỉ liên tục. Không ăn nhai được, cảm giác lung lay răng. Đau được khoảng 2 tuần. Đấy là bệnh nhân khai báo nhé. Và khám thì răng 14 viêm lợi độ 1, gõ không đau, không lung lay. Không có tổn thương mô cứng. Các bạn thấy không? Nếu như các bạn bệnh nhân đến với các bạn, người ta bảo cái răng này này. Bác xem hộ em rằng em đau cái răng này khó chịu quá, nhai vào đau khó chịu. Nhất là khi mà nhai nó đau. Các bạn nhìn này, hoàn toàn đúng không? Hoàn toàn bình thường. Mô răng rồi mô lợi cũng rất là bình thường đúng không ạ? Không có gì cả. Đây các bạn đây, đây cái ảnh này tôi chụp. Đây như các bạn nhìn cái ảnh này tôi chụp. Đó. Không có nứt tét gì cả, đúng không? Không có lỗ sâu. Nhưng bệnh nhân cứ khăng khăng là đau cái răng này. Thế các bạn thì sao? Nếu các bạn không có kinh nghiệm thì các bạn nào thì khám cái răng này rồi lắc rồi gõ rồi thử tủy rồi, đúng không ạ? Thậm chí là khoan mồi để thử tủy xem có chết tủy không, không chụp X quang pano cũng không không chưa đưa ra được cái kết luận gì. Thế nhưng đây các bạn, khi mà các bác sĩ trẻ khám thì các bạn làm rất nhiều các cái thủ tục để tìm cái bệnh lý ở răng răng số 4. Thế nhưng mà với những cái người có kinh nghiệm thì ok, bệnh nhân đến với chúng ta là người ta sẽ bảo cái răng 14. Thế thì chúng ta trước tiên chúng ta cũng sẽ khám cái răng 14 để xem cái tổn thương của nó như nào. Ví dụ khám xong mà thấy như này thì các bạn phải làm gì nữa ạ? Phải khám tổng thể toàn hàm, khám tất. Nhất là cái răng ở cái cung hàm đó và răng ở cung hàm đối diện với nó. Tức là với cái răng 14 này thì chúng ta phải khám kỹ cái cung răng 1. Khám kỹ cung răng 4, đúng không ạ? Khám từ cái răng số 1 cho đến răng số 8, răng số 7. Chứ không phải chỉ mỗi cái răng 14, 15 thôi. Đấy. Chính vì cái việc mà chúng ta khám toàn bộ như vậy thì chúng ta sẽ tìm được ra nguyên nhân. Chứ còn bây giờ nếu mà cứ chỉ nghe theo cái đánh giá chủ quan, cái triệu chứng cơ năng mà bệnh nhân cung cấp cho chúng ta, rồi chúng ta đè ra chúng ta điều trị tủy, đè ra chúng ta làm chụp cho người ta thì khổ cả một đời của họ, đúng không ạ? Rất may cái ca này là cái tổn thương răng 4 không có gì, đúng không? Chứ nếu mà ví dụ một cái tình huống là cái răng này nó chỉ có một cái lỗ sâu S3 thôi hoặc S2 thôi thì 100% các bác sĩ trẻ, những người ít kinh nghiệm sẽ đè ra và chữa tủy cái răng này là cái chắc.
Các bạn thấy hay không ạ? Nhất là các bác sĩ trẻ sẽ thấy rất hay. Thế thì mới là các bạn xem có bị giật mình không nhỉ? Như là như này tôi không biết như nào nhỉ? Tôi thấy là nó không chạy này. Trên Facebook tôi không chạy. Tôi thử mở lại xem như nào. À có chạy, bình thường. Thế thì các bạn thấy không? Nếu giả sử cái ca này mà lại có một cái sâu răng độ 2, độ 3 thì các bạn sẽ rất là dễ dễ nhầm với một cái viêm tủy hoặc là cái tổn thương quanh răng, tổn thương cuống, tóm lại là như vậy. Thì các bạn chữa tủy là các bạn sai. Thì đây các bạn thấy không? Khi mà răng 17 gõ thì đau, ấn vào thì rất nhiều mủ chảy ra ở lợi nhện lợi. Tiêu xương mặt ngoài và lung lay độ 3. Và không có tổn thương mô cứng. Đây các bạn nhìn. Tôi có cái video đây cho các bạn xem này. Đây. Đó các bạn nhìn. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy các bạn ấn, các bạn ấn, đấy, 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 đó. Nó lún cả cái chân răng, đấy, các bạn tập cho xem lại này. Bạn nhìn thấy nó lún đó, nó lún, đó, nó lún. Đây chụp chụp cái chụp X quang pano. Ở cái phần răng 4 này gần như không có vấn đề gì cả. Nhưng các bạn nhìn cái chân răng 7 này như thế này. Đó. Thế cho nên kinh nghiệm mà tôi chia sẻ với các bạn với 30 năm hành nghề răng hàm mặt thì tôi chia sẻ cho các bạn là rất nhiều khách hàng đến với tôi kêu là Chiến ơi anh bị đau cái răng số 6 hàm dưới quá, đau buốt không chịu được. Khám răng số 6 hàm dưới hoàn toàn không làm sao cả. Khám không làm sao, gõ cũng kêu buốt. Uống nước nóng lạnh cũng kêu buốt, nó chỉ buốt cái răng 6 dưới thôi Chiến ạ. Nhưng chúng ta khám lâm sàng chúng ta không thấy gì cả. Thế thì chúng ta phải khám tất cả những cái răng của cái cung 1 và cái cung 4 này. Các bạn biết không? Tôi tìm ra cái răng 18 nó bị sâu. Khám vào thì đấy sâu hở tủy. Thế mình chỉ cần là vệ sinh qua đi rồi mình đặt cái tê thấm với nồng độ cao và cái tê 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 xịt 2% lidocaine đó, chúng ta đặt nhẹ vào cái chỗ hở tủy đấy cho bệnh nhân ngồi 10 15 20 phút, bệnh nhân hết đau. Thế là chúng ta đã chứng minh được với cái người bệnh hành nhân đó là đấy anh thấy không, cái răng số 8 nó bị chứ không phải răng số 6 dưới. Và lúc đó chúng ta giải thích với bệnh nhân là phải nhổ răng 8 đi thì người ta đồng ý là hết đau luôn. Thế còn nếu như chúng ta không tìm được nguyên nhân mà chúng ta đi xử lý cái răng số 6 thì có vẻ là sai lầm không ạ? Đúng không? Tôi nói với các bác sĩ trẻ như vậy. Cái thần kinh nó đến nó được chia ra hai nhánh, một nhánh cho hàm trên, một nhánh cho hàm dưới. Thì cái việc mà người ta cảm nhận của mỗi con người nó khác nhau. Nhiều khi cảm nhận theo kiểu đối xứng hoặc theo cái cảm nhận trên là dưới, dưới là trên. Cho nên là cái việc chúng ta khám tổng thể rất là cần thiết và rất là quan trọng. Thì ở ca này tôi cho chụp 3D. Và đây là những cái hình ảnh 3D các bạn thấy. Các bạn thấy không? Cái tổn thương rất là lớn. Cả cái chân răng này nằm trong cái ổ mủ. Cái tổn thương này nó chắc là rất lâu rồi cho nên nó đẩy cả cái xương hàm lên này. Và nó gây viêm cả cái xoang. Bạn thấy cái niêm mạc xoang nó bị phù nề hết lên không? Và tôi có hỏi anh này là anh có thấy viêm xoang ngặt mũi gì không, thì anh ta đều bảo không, anh ta đều không, anh ta đều bảo không. Đó thì các bạn thấy không, đây cái lát cắt đi qua cái răng 6 nó hoàn toàn niêm mạc xoang hoàn toàn bình thường. Thế nhưng mà lát cắt đi qua cái chỗ này xem rất là viêm, các bạn thấy không, rất là dày. Và đây, đây là lát cắt đi qua chân răng 7, các bạn nhìn thấy. Đó.
cả cái chân răng này nó nằm trong ổ mủ, cái tổn thương nó đẩy cả xoang lên, xoang thì sưng nề phù nề hết lên đó. Xử lý cái ca này thì quá dễ dàng đúng không các bạn? Có ai đồng ý với phương án là chữa tủy rồi nạo nang không ạ? Với tôi chỉ có nhổ đấy, còn các bạn chữa nào thì tùy các bạn. Mà nếu có chữa được cái ca này thì tôi cũng nể phục. Và đây là cái hình ảnh phim 3D khi mà tôi chụp và tôi quay cho các bạn xem. Vì cái phim nó rất nặng nên tôi quay video màn hình để cho các bạn xem. Đây, các bạn nhìn. Đấy, các bạn nhìn đó. Cả cái chân răng này nó không có xương bao bọc xung quanh. Và cái tổn thương này nó rất lâu rồi, cho nên là cái chóp răng các bạn thấy nó cũng bị tiêu rồi. Cho nên nó cùn ngang ra. Cái phim này các bạn này chụp hôm nay chắc bị rung nên nó không nét lắm. Cả cái chân răng phía xa nó nằm ngoài xương hết. Chân răng phía gần thì cũng hơi ở. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đó. Đấy cái chóp răng này nó bị, cái chóp răng này đấy nó bị bằng hết rồi. Cái chân gần cũng đã bị hở một nửa rồi. Còn mỗi cái chân trong nó là nằm trong xương thôi. Nhưng chúng ta ấn dọc là nó lún rồi, tức là lung lay 4 độ 4 rồi đúng không ạ? Và đây là tôi đã phải nhổ nó đi. Nhổ cái răng này thì quá đơn giản đúng không ạ? Không có gì. Thế nhưng cái việc mà chúng ta bóc tách cái nang này và nạo hết cái nang này, điều đó mới là điều quan trọng với cái ca này. Nhổ cái răng này ra khỏi cái huyệt ổ răng này thì quá đơn giản. Nhưng quan trọng là chúng ta phải kiểm soát được nhiễm khuẩn. Chúng ta phải loại bỏ được tất cả vi khuẩn, các cái nang và các áp xe ở đây ra. Đấy mới là điều quan trọng. Tôi đã phải dùng dao để tôi cắt, để tách cái nang đó ra khỏi cái mô mềm ở quanh cái cổ, cái mô mềm của lợn. Sau đó rồi tôi nạo. Đấy, các tôi nạo. Đây, các bạn nhìn tôi nạo. Tôi nạo. Nạo xong và tôi bơm rửa. Các bạn nhìn thấy cái khối xương ở còn lại ở trong cái huyệt ổ răng nó vẫn là xương lành mạnh. Nó trắng như này. Các bạn nhớ nạo hết, nạo quần quẹt đấy. Nạo quần quẹt, nạo chảy máu ra thì thôi. Để làm sao cho nó sạch hết cái nang này đi. Sau đó các bạn chỉ cần khâu một mũi chữ X vào đây. Khâu mũi chữ X vào đây. Để nó giữ cái cục máu đông trở lại. Đồng thời nó ép cái miệng huyệt ổ răng lại để cầm máu. Và đây các bạn xem những cái hình ảnh của cái chân răng này. Các bạn nhìn thấy khiếp không ạ? Đấy, nhìn thấy không? Chỉ chứng tỏ là cái răng này nó đã bị phải nhiều năm tháng nay rồi. Nhưng tại sao bệnh nhân vẫn không đi khám bác sĩ? Tại sao bệnh nhân vẫn có thể chấp nhận được? Đúng không? Con người nó vô cùng lắm. Có những ông chỉ đau một tí rồi đã kêu ầm hết cả lên rồi. Còn có những ông thì đau lắm. Đau rất nhiều, đau cả nhiều năm vẫn cứ thấy bình thường. Các bạn nhìn thấy khiếp không ạ? Cao răng nó bám vào như thế này. Rồi nó ngoại tiêu cái chóp răng này. Các bạn nhìn thấy không? Ngoại tiêu. Ngoại tiêu này. Đó. Với cái ca này thì về cái thủ thuật, cái điều trị cũng là một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn rút kinh nghiệm và các bạn làm tốt. Nhưng cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái vấn đề, cái cảm nhận của bệnh nhân nó không đúng bao giờ cả. Có người thì đúng, có người không đúng. Chúng ta không thể tin tưởng vào mỗi cái triệu chứng chủ quan của bệnh nhân, khách hàng đến với chúng ta mà chúng ta đè ra chúng ta chuẩn đoán theo. Cho nên chúng ta phải có một cái khám tổng thể. Phải khám toàn bộ cái cung hàm của bệnh nhân, xem hết. Rồi chúng ta tìm được cái nguyên nhân, chúng ta cứ loại trừ dần. Khi những cái nguyên nhân cụ thể mà chúng ta chuẩn đoán chắc chắn rồi, chúng ta điều trị rồi mà vẫn không hết, thì chúng ta lại tiếp tục tìm những nguyên nhân đó để làm sao giải quyết được cái bệnh nó đúng, chứ đừng có giải quyết sai. Người ta bảo là không biết với sự nhiệt tình thì nó rất là tai hại, đúng không ạ?
Thế ngoài ra thì với cái việc điều trị của cái ca này thì tôi cũng muốn nhắn nhủ với các bạn rằng là cái việc nhổ răng thì rất là đơn giản. Thế nhưng cái việc chúng ta nạo hết cái nang, chúng ta kiểm soát được cái nhiễm khuẩn của cái ca này thì mới là khó khăn. Cái ca này tôi cũng mới làm được khoảng hơn một tuần. Thì vừa rồi tôi có hỏi lại thì cái người này thì là chồng của một người bạn học cùng đại học với tôi, Đại học Hà Nội. Cũng rất may là bạn bè của tôi học Đại học Hà Nội. Cái khóa 85 91 đó phần lớn những người không chuyên khoa răng có các bệnh lý về răng miệng thì đều liên hệ và nhờ tôi điều trị giúp. Chứ họ cũng nhiều khi họ cũng làm bệnh viện của họ thật nhưng mà người ta cứ tin tưởng tôi. Cho nên là tôi cũng rất là cảm ơn sự tin tưởng của các bạn đồng nghiệp mà nhất là cùng khóa của tôi đã đến nha khoa của tôi để sử dụng dịch vụ. Thì tôi có hỏi lại thì thấy bạn ấy nhắn tin là ôi ôi Chiến ơi thì ổn lắm rồi, hết đau rồi, đúng là gặp đúng thầy đúng 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 thuốc đấy. Cái câu đúng thầy đúng thuốc ý là muốn nói rằng là chẩn đoán đúng và làm đúng đấy các bạn ạ. Các bạn trẻ với những cái ca lâm sàng như thế này thì các bạn sẽ rút được rất nhiều kinh nghiệm, các bạn sẽ không phải vấp phải. Các bạn cứ thử mà xem, các bạn cứ điều trị tùy ở cái răng 4, răng 5 rồi là không giải quyết cái gì cả, bởi vì nguyên nhân của nó là cái răng số 7 này. Cái này có hay không các bạn? Hay thì hãy like và comment để tôi có khí thế để chia tiếp. Hôm nay có vẻ như không phải là thứ bảy cho nên là các bạn vẫn bận làm hay sao? Số người không bằng một nửa những cái hôm bình thường của tôi. Không biết là tôi có nên chuyển sang lại thứ bảy lại không nhỉ? Tại vì cái đề tài nó không hấp dẫn hay là tại vì là mình đổi đấy? Các bạn comment giúp tôi cái để thứ sáu hay là chuyển thứ bảy, để thứ sáu hay là chuyển thứ bảy. Nói thì phải có người nghe, chia sẻ phải có nhiều người biết thì người ta mới máu, chứ còn chia sẻ xong rồi có vài người nghe này chán quá buồn. Bác sĩ Chiến hôm nay hơi buồn. Ok thôi được, không sao, miễn là mình mang lại cái giá trị lợi ích cho cộng đồng. Các bạn thấy có thấy cái này hay không ạ? Nhất là các bạn bác sĩ trẻ. Hay ạ. Ôi rồi, bạn nào bảo hay. Hay quá thầy. Thứ sáu thầy ơi. Ông bạn nữa là bảo thứ bảy. Chiều hôm nay thì tôi dạy cái lớp implant cơ bản này. Thì có một bạn đưa cho tôi một cái hình ảnh X quang sau khi nhổ và nạo cái ca này ở ở ở phòng khám khác nhổ và nhổ một cái răng số 6. Nhưng mà tôi nhìn thì thấy là cái nang nó có vẻ vẫn còn. Thế thì tôi có hỏi lại với cái bạn đó là bây giờ em phải 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 điều tra xem là hỏi lại cái người bệnh đó là nhổ cái răng này lâu chưa? Tại vì chúng ta nhìn một cái phim X quang để chúng ta nói là còn nang hay hay không còn nang thì không thể kết luận được, đúng không các bạn? Chúng ta chỉ đánh giá được qua X quang nếu như là chúng ta có cái phim chúng ta chụp hôm nay. Sau đó chúng ta có một cái phim chứng sau 6 tháng đến 1 năm mang đến để chúng ta nhìn xem là cái thể tích của cái nang đó nó giảm đi chưa. Thì chúng ta mới kết luận được rằng là người ta có nạo nang sạch hay không, đúng không ạ? Chứ nếu mà chỉ có 1 2 tháng hoặc là 1 2 tuần mà đến phòng người ta nhổ chỗ khác xong rồi 1 2 tuần sau đến phòng khám của bạn chụp X quang rồi bạn bảo là vẫn còn nang hay sạch nang thì không ai kết luận được cái điều đó. Chúng ta phải xem được cái sự phát triển của xương với sự lành thương của xương như thế nào. Mà sự lành thương của xương trên X quang các bạn biết là để mà cảm nhận được nó thì các bạn phải có thời gian, đúng không? Cho nên những cái kết luận là xương có thể khỏe mạnh lên, xương có thể bồi thêm, mức xương có thể tăng lên là những cái phim X quang phải ngoài 6 tháng nó có giá trị. Vì thế cho nên là với một phim X quang mà có hỏi tôi là cái nang này nạo sạch chưa thì tôi xin lỗi, tôi từ chối. Thì bây giờ phải tra thử lại cái bệnh bệnh cái lịch sử bệnh của người ta là nhổ lâu chưa, rồi bây giờ còn nhiễm trùng hay không. Mà nếu nhổ 6 tháng 7 tháng sau thì mình chụp phim lại mới thay đổi, chứ còn nếu mà cứ chụp ngay thì chả thay đổi gì cả, đúng không các bạn? Thì với cái ca này nếu như các bạn nạo không tốt, các bạn không kiểm soát được hết cái nang thì về sau nó vẫn phát triển, bệnh nhân vẫn tiếp tục có những cái triệu chứng đau như vừa rồi, vẫn tiếp tục bị viêm xoang các bạn ạ. Nhớ nhá, vẫn tiếp tục bị viêm xoang. Mà nhiều khi các bệnh lý của răng nó gây viêm xoang thì đến bác sĩ tai mũi họng người ta chỉ cứ nhăm nhăm và chữa xoang.
chữa mãi chả khỏi, uống kháng sinh thì hết đợt kháng sinh nó lại bùng lên, hút mủ rồi là nạo nang, nạo toàn bộ cái niêm mạc xoang đi, rồi đi phẫu thuật rồi mở xoang các kiểu cũng chẳng khỏi. Nguyên nhân nó ở cái răng như này thì các bạn bảo có mà chữa đến nỗi mục thất. Vì thế cho nên là cái việc chúng ta nhổ cái răng này cho cái chồng của người bác sĩ bạn tôi như này thì mang lại rất nhiều cái lợi ích đúc, ngoài cái vấn đề răng lợi ra là giải quyết luôn vấn đề viêm xoang của bác ấy. Ok, bây giờ quay lại cái vấn đề của sử dụng laser diode. Thì hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một cái ca mà tôi sử dụng laser diode để tôi phẫu thuật lấy bỏ một cái nang nhầy hay là cái nang nhái ở môi của một cái cậu bệnh nhân đang chỉnh nha nhà tôi. Thì đầu tiên thì khi mà khám ban đầu thì tôi lại cứ tưởng là một cái cọ sát vào mắc cài và dây cung này nó sẽ gây một cái loét mãn tính. Thế nhưng không phải, tiến triển nó rất nhanh và nó càng ngày nó càng to lên. Thì sau khi khám kỹ thì tôi thấy rằng nó là một cái nang nhầy môi, hay là gọi là nang nhái đấy ạ. Bởi cái tiến triển nó rất nhanh. Bệnh nhân 20 tuổi khởi phát khối sưng trên niêm mạc môi trong 8 ngày, khám thấy khối sưng di động, ấn cứng, đau nhẹ, niêm mạc phủ khối sưng chật loét, không thấy chảy máu, chảy mủ. Đấy. Thì các bạn thấy rằng là với một cái bệnh nhân mà đã đến nhà tôi nắn răng 1-2 năm nay rồi, sắp kết thúc rồi, thì không thể có một cái loét mãi như này được, đúng không ạ? Mà cái loét này nó rất là to. Thường những cái loét trong chỉnh nha thì nó sẽ loét ở cái thời kỳ đầu, đúng không ạ? Ví dụ mới đeo mắc cài, u rồi những cái người mới đeo mắc cài thì thôi rồi, người ta phàn nàn đủ thứ trên đời. Vì thế cho nên các bạn khi tư vấn cho những người mà chỉnh nha chuẩn bị đeo mắc cài thì các bạn cũng phải nói với người ta những cái khó khăn để người ta tiên lượng trước, chứ đừng nói với người ta rằng là ôi giời nắn răng đơn giản mà ai cũng nắn được, có đau không gì đâu, khó chịu gì đâu, thử nắn cho các bạn mà xem các bạn có chịu không. Hãy nói với người ta để cho người ta tiên lượng, thì lúc đó người ta hợp tác, người ta làm với mình nó rất là hiệu quả và rất là vui vẻ. Quay lại cái bệnh nhân này thì tôi quyết định là phải phải xử lý. Các bạn xem cái video này và các bạn đánh giá cái kết quả, thì sau đó tôi sẽ so sánh với các bạn. So với cái việc trước đây chúng ta, tôi đã từng trước đây chưa có laser diode, tôi đã phải phải bóc tách những cái nang này rồi rất nhiều rồi. Thì tôi thấy rằng cái việc dùng laser diode nó thật là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời với những cái chỉ định phẫu thuật những cái nang nhầy sàn miệng hoặc là nang nước sàn miệng hay nang nước ở môi như này rất nhiều. Và đây là cái video mà tôi đã quay. Các bạn cứ xem. Âm thanh nguyên vẹn. Một video 100% không có cắt xén. Có thể có những lời nói của các nhân viên xung quanh nghe các bạn thấy nó buồn cười thì các bạn thông cảm, bởi vì chúng tôi dùng gọi là file sạch đấy, video sạch đấy. Đấy, các bạn xác định cái đường kính của cái nang thì các bạn sẽ cắt như thế. Cái tuyệt vời của cái laser diode ở trong cái này là chúng ta phẫu thuật nó chỉ không chảy máu. Không cứng, không gì. Đấy, đau không? Không đau. Cảm ơn bạn nào bảo bác sĩ Yến mình phải buồn. Buồn đấy, hơi buồn. Âm thanh các bạn nghe tốt không? Nó thoát ra không? Nên khi mà nó vỡ này là cũng rất là khó, đừng đừng hỗ trợ, cứ để đi. Này. Không còn tắm nữa chọn. Vậy mình đã vào đấy, cái các thể bạn thấy cái nang nhầy nó nhầy như nào, nhầy như là cái nhầy rất là dính này. Các bạn cứ xem nhé, tôi đi lấy cốc nước. Hôm nay không có trợ thủ.
nhầy cả thận đéo. Ăn nhầy sẵn nhé, ăn nhầy một. Đấy, các bạn thấy nó nhảy không? Tớ đây tôi cũng nhận được rất nhiều các câu hỏi của các bạn. Thì sau hết video này tôi sẽ giải thích các bạn từng câu hỏi. Anh em ở cùng khóa, chị em ở cùng khóa là tin tưởng nhà khoa Mạnh Tiến, cả của vợ cả của chồng. Hai video à? Cái video nó quá nặng cho nên là tôi phải chuyển thành video thứ hai. Nó đang đốt dần từ để lấy từ cái đáy nó lên đấy. Là chúng ta làm nó không có chảy máu, chúng ta kiểm soát được ranh giới. Mình làm này là tổn thương tối thiểu. Thế là cái nang nó xâm lấn cho nên là lúc mà nó căng ấy thì mình cảm tưởng như là sẽ phá hủy nhiều mô. Nhưng mà đến khi nó vỡ ra thì mình thấy rằng là mình lấy ra cái bao nan này nó có vẻ ổn, không hứa trước các bạn điều gì cả, nhưng mà cứ lấy như này thì chắc chắn là sẽ tổn thương ít nhất. Vẫn đang lấy được cái bao ra,
đang đi gần đến đáy của nó đấy. Các bạn lấy cái cường độ nó cao hơn thì cái cường độ 6 watt còn thua trong căn này. Đấy, chúng ta phải thay đổi cái cường độ của cái laser. Nếu như các bạn dùng dao thì nó sẽ chảy máu. Bạn sẽ không kiểm soát. Để tôi bóc tách chân này, tôi lấy được cái đáy của cái nang ấy. Mố đầu nhỏ. Đấy, tôi đã lấy ra hết cái đáy đấy. Cái hay của cái laser là như thế. Chúng ta kiểm soát được. Nhưng anh sáng có đâu. Các bạn thấy nó đang ở đây. Sao à? Sao à? Xong rồi. Bao nhiêu việc khó quá hết rồi cho bạn. Đang là những cái con nó sẽ tác phạt các bạn. Làm cái này phải thật tỉ mỉ các bạn, đừng có vội. Cảm ơn ekip nhé, gồm bác sĩ Ngọc Anh, bác sĩ Thăm, trợ lý dọn đoạn những hình ảnh, và đồng chí Dũng. Cảm ơn các bạn đã follow. Đấy, tôi đã lấy được toàn bộ cái nang này ra. Và cũng với cái làm như này thì tôi nghĩ là tổn thương tối thiểu rồi. Chúng ta không thể làm gì hơn được. Ồn. To lắm, xâm lấn rất lớn. Đấy, các bạn nhìn không? Đấy, cái nang. Quay sát vào cho các bạn xem. Cho quay sát không? Đấy, các bạn thấy không? Chưa đến cơ mô được các bạn. Nó thế thôi nhưng mà nó sẽ to quá. Nó dưới niêm mạc. Cơ mô nó bị sao? Quá to luôn, quá khủng khiếp. Làm cho thứ bơm rửa xong rồi ngay đấy, các bạn đi. Đấy, các bạn thấy sao? Tôi sẽ trả lời một vài câu hỏi đây. Tranh thủ thì tôi cũng đăng cái máy laser lên đây để cho các bạn xem. Thì có một bạn đặt câu hỏi là thầy đốt như vậy có mọc lại không? Thường những cái phẫu thuật ngày xưa chúng tôi phẫu thuật bằng dao. Chúng tôi phẫu thuật bằng bằng dao mà cắt lọc và bóc tách. Rồi sau đó chúng tôi khâu khâu kín vào ấy. Thì cái việc chúng ta cắt lọc và bóc tách nếu còn sót cái một phần nhỏ trên cái diện tích bề mặt của cái nang thôi và chúng ta khâu kín lại thì cái khả năng tái phát là rất cao. Và cái việc kiểm soát, cho nên là cái việc mà không may mà nó vỡ cái nang như vừa rồi thì rất khó nếu chúng ta phẫu thuật bằng dao. Bởi vì chúng ta không thể xác định được đâu là cái vỏ nang, đâu là tổ chức liên kết của môi. Bởi vì máu nó lẫn lộn hết. Thế nhưng với cái laser diode này và chúng tôi bóc tách như các cái gì mà các bạn nhìn thì tôi khẳng định ca này không tái phát. Thứ hai,
nữa là với phẫu thuật như ngày xưa thì sau khi mình bóc tách cái nang xong, kể cả sạch hay không sạch, thì đều mình phải khâu lại. Việc khâu lại đó chúng ta vùi lại thì là cái nang còn sót lại nó có thể hình thành. Thế nhưng với laser diode là tôi không có khâu. Các bạn nhìn cái lỗ của cái tổn thương khủng khiếp như thế thôi. Thế nhưng mà tí nữa các bạn xem một tuần sau nó như thế nào. À, cái thứ hai nữa là có một bạn hỏi là cái gì đấy, các bạn hỏi cái gì đấy, có bị tái phát không, rách này có bị tái phát không, cái ca này tôi khẳng định là không rồi. Bác Chiến thực chiến mê đại năng này, mình không tiểu phẫu à? Có bạn hỏi là không tiểu phẫu có sao không ạ? Ôi nó khó chịu lắm, bệnh nhân khó chịu lắm, nó càng ngày nó càng to ình to àng ra, rồi nó va chạm lung tung, rồi nhất là cái môi nó cứ vều hết cả lên. Nó cũng chưa, với bệnh nhân này chưa có gì đau ấy cả, nhưng rất khó chịu. Và đây là cái máy Wood Speaker mà tôi dùng, cái máy laser diode này. Quảng cáo một tí cho DTH nhỉ, không có lại DTH trả tiền cho bác sĩ Chiến nói mà chả quảng cáo gì cả. Nào bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái kết quả của cái nang này như thế nào. Đây là hình ảnh sau khi đốt ạ. Ngay sau khi đốt ấy, nó như này. Và đây là cái nang mà tôi đã bóc tách tốt lấy ra. Và đây các bạn nhìn hình ảnh sau 7 ngày như nào ạ. Quá tuyệt vời chưa các bạn? Thứ hai nữa là cái chúng ta không khâu kín. Vì thế cho nên là cái mô và cái tổ chức lành thương nó phát triển từ dưới lên. Nó đẩy hết cái nang ra phía ngoài hết lầy luôn. Nếu như chúng ta còn sót. Nhưng mà phần lớn tôi đã đốt hết rồi. Cho nên tôi nhìn cái nang tôi lấy ra như này, tôi khẳng định với các bạn là không, cái ca này không bao giờ tái phát. Các bạn nhìn cái lỗ nó khủng khiếp như này không? Thế nhưng mà sau một tuần sau đây này các bạn nhìn. Thấy tuyệt vời chưa ạ? Đấy là cái sự khác biệt giữa cái phẫu thuật nang nhầy này bằng laser diode và phẫu thuật bằng phẫu thuật dao. Khi làm bằng dao phải chảy máu. Khi mà chúng ta làm muốn an toàn thì chúng ta phải đảm bảo rằng cái nang không bị thủng. Thì chúng ta mới phân biệt được đâu là bao nang, đâu là tổ chức liên kết. Thế còn với laser diode thì các bạn đốt như này thì chắc chắn là kể cả không hết thì cái bao nang nó đã bị đẩy ra ngoài rồi. Bởi vì cái tổ chức lành thương nó từ dưới, tổ chức liên kết từ phía đáy của cái môi, đáy của cái niêm mạc môi nó phát triển lên. Cho nên là nó đẩy cái màng xoang, nếu màng nang nếu còn, nó ra phía ngoài. À, với cái này có bạn nào có câu hỏi gì không ạ? Thì tôi tiếp tục trả lời. Đúng. À, có một bạn Thế này có nói rằng là phụ cho một bác sĩ Mỹ trưởng chúng qua rằng mình về mai cắt nang nhầy này, đúng là chỉ có kéo, chỉ dùng kéo bóc tách. Tôi cũng ngày xưa mà khi mà phẫu thuật bằng dao bằng kéo thì tôi phải dùng kéo bóc tách thôi, cứ đưa kéo vào tách này xong cắt, cứ đeo cắt để làm sao giữ cái nang nó nguyên vẹn thì mới lấy ra được. Cho nếu mà là làm thủng nang thì rất dễ bị sót lại, dùng kéo bóc tách. Đúng rồi. Các bạn hỏi là dùng dao điện được không? Thì tôi không dùng dao điện bao giờ, cho nên tôi không biết trả lời như nào ạ. Bởi vì cái tổn thương, cái nguồn phát điện của cái dao đốt đó thì tôi không dùng, nhưng tôi không biết. Thấy có vẻ như nó không kiểm soát được tốt bằng laser. Có một bạn hỏi lại cái chia sẻ về cái cây nhổ răng như vậy của một bạn nó sưng đau sau 2 tuần nó, thì tôi cũng nói với các bạn rằng là bản thân tôi không nhổ. Và các bạn chỉ gửi mỗi một cái phim và hỏi tôi như vậy thì tôi không biết là xử lý như nào. Nhưng mà trước mắt thì các bạn cứ bơm rửa cho tôi đã. Cứ trước mắt các bạn cứ bơm rửa cho tôi vài hôm xem như nào.
nếu bơm rửa vài hôm mà cái triệu chứng nó không giảm, tức là chúng ta đang đang đang, đang điều trị theo cái hướng gọi là thăm dò, tức là mình bơm rửa hàng ngày, bơm rửa thật nhiều. Có thể một ngày các bạn bảo cái người khách đó đến phòng khám của các bạn rửa ngày nào cũng một lần, dùng kháng sinh 3 đến 5 7 ngày xem như nào, nếu như triệu chứng nó giảm thì cũng có thể là cái phẫu thuật của bạn có tổn thương đấy, có nhiễm trùng thì mình bơm rửa nó giải quyết được thì nó sẽ bớt triệu chứng. Thế còn nếu các bạn bơm rửa 5 7 ngày mà không hết thì có lẽ bạn phải cho bệnh nhân lên để tớ khám, tớ mới tìm được nguyên nhân. Chứ còn với một cái phim bạn gửi cho tôi trước nhổ và sau nhổ, và với cái triệu chứng lâm sàng bạn đưa cho tôi như vậy thì tôi cũng chỉ khuyên được bạn như vậy. Thế còn nếu bạn bơm rửa 5 vài 3 ngày mà không giảm thì bạn cần phải chuyển lên để tôi xem. Còn ai có đặt cái câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi với tớ. Nếu mà còn thời gian thì tôi chia sẻ với các bạn về một cái ca cấy ghép implant nha khoa vùng cửa, vùng răng cửa mà tôi dùng cái hệ thống implant sang chấn tối thiểu. Với một cái video mà tôi quay hoàn toàn từ A đến Z, không có cắt xén, không có dừng hình, thì các bạn thấy rằng là cái việc cắm ghép implant ngày nay, nếu chúng ta tuân thủ được những các cái tiêu chuẩn và chúng ta có một cái kỹ năng tốt, rồi chúng ta sử dụng cái hệ thống implant nha khoa mà sang chấn tối thiểu, và chúng ta làm cái thủ thuật nó thành thuần thục, thì tôi đảm bảo với các bạn thành công và không có đau nhức gì cả. Một bệnh nhân nam bị một cái tai nạn, nó bị gãy hai cái răng cửa, rời hai răng cửa ra, và cái tổn thương là đến với tôi là được gần một năm. Thì trên đây là cái hình ảnh trên miệng. Cậu này rất là trẻ, khoảng 18 20 tuổi gì đấy. Thế thì chụp CT con Bin đây các bạn. Đây là hình ảnh CT con Bin. Các bạn đánh giá như nào về cái xương còn lại đấy như này? Cái phía màu xương mà màu xương đấy, cái chiều trong ngoài của cái màu xương nó chỉ có 4,8 mm thôi. Và chiều sâu thì cũng được mười mấy mm đây. Mật độ xương thì các bạn thấy là xương rất là mềm. Xương rất là mềm ạ. Vâng. Xương này là đánh giá là khoảng đi 3,5 đến 4. Và trên cái cơ địa của bệnh nhân này thì hôm trước tôi có tư vấn cho mẹ bệnh nhân ấy, thì là để đảm bảo được cái vấn đề thẩm mỹ hồng và thẩm mỹ trắng cho cái ca này, mà nhất là ca dùng thẩm mỹ như này thì tôi phải chẻ xương hoặc tôi phải ghép xương. Thế nhưng mà sau khi cái hỏi cái tiền sử bệnh của ca này thì tôi thấy rằng là bệnh nhân có một cái động kinh nhẹ, và chính cái việc mà bạn này có một cái bệnh lý về viêm nhiễm từ hồi nhỏ cho nên là có ảnh hưởng não một chút. Thì chính cái tai nạn của cái việc mà có những cơn động kinh nhẹ đó đã bị ngã và gãy rụng răng này. Thì khi sau mà khi tôi đã khai thác tiền sử nó một cách chu đáo như vậy thì tôi quyết định là tôi sẽ dùng một cái hệ thống implant sang chấn tối thiểu. Và tôi sẽ cố gắng để bảo tồn cái mô xương tốt nhất, đồng thời là tôi sẽ ghép mô mềm, để đẩy cái mô mềm ra phía ngoài nhiều nhất có thể để đảm bảo được cái thẩm mỹ hồng. Và tôi cũng muốn rằng là cái cuộc phẫu thuật của tôi nó tổn thương tối thiểu và nó nhanh nhất có thể, bởi vì bệnh nhân này nếu như một cái cuộc phẫu thuật nó quá lớn và quá nặng, có thể bị cái cơn động kinh trong lúc phẫu thuật thì nó rất là mệt. Thì tôi quyết định dùng cái hệ thống implant sang chấn tối thiểu. Thế thì đây là cái video mà tôi cho các bạn xem. Cái video này cái bạn quay video này bạn ấy bảo tất cả là đúng 15 phút. Các bạn còn thời gian để xem 15 phút không, hay để đến tuần sau ạ?
Nào ai quyết định xem tiếp thì một cái like nào, hai cái like để tôi tiếp tục là tôi mở nào. Đây tôi dạy luôn các bạn cái cách KT. Mình giới thiệu các bạn là cái gây tê trong cái phẫu thuật kim len cũng thế, mặt vắt kim như này ám ụng hạt này, con kiến đốt cháu nhớ chỉ có tí làm ngon để tiếp xúc xương này, chắc tay này đó. Trợ thủ những khi họ rất là biết ý, họ tự giữ cho mình cái gì này, tiêm nó sẽ chắc rất là chắc tay đấy, tiêm rất chắc tay nhưng các bạn tiêm là từ từ, tiêm là từ từ. Răng của cháu này nó vệ sinh rất kém, có răng một mấy tiếng đồng hồ, mấy tiếng phải sai. Đấy các bạn thấy không? Trước khi các bạn phẫu thuật thì các bạn phải đảm bảo rằng những cái răng bên cạnh, lân cận bên cạnh phải được sạch sẽ, khoang miệng phải sạch sẽ tối đa. Chứ các bạn không thể để một cái khoang miệng bẩn các bạn cắm im len được. Chúng ta tiêm một cái mũi này xong làm mô mềm ở phía ngoài không đau. Đấy, tôi chỉ tiêm một hai mũi là đã ổn rồi. Một cái cái len cách đây khoảng một tiếng đồng hồ tôi chỉ tiêm được một mũi thuốc tê. Tôi dạy luôn các bạn cách cây tê đấy. Cuối buổi tôi phải di chuyển bàn thì tôi mới lại cây tê một tí mặt ngoài. Còn ca này thì mình sẽ dùng cái kỹ thuật vặt cuộn. Mình nhận thấy có một chút các cái vấn đề về tâm lý, cho nên là bác sĩ Chiến sẽ làm rất nhanh. Cả cấy rồi là cả vặt cuộn các thứ là chỉ trong vòng khoảng độ 15-20 phút. Cái này thiếu xương, nhỏ mức độ vừa phải. Để mình tiêm thêm tím ngoài nữa. Mình tiêm ra tăng xương nhỉ. Sau đó rồi tiêm chặt tay. Chặt sang ngoài em ơi, chặt cháu ơi. Tất cả là mình chỉ cầm 4 mũi thuốc tê rồi. Đấy, tất cả là chưa hết 70% bóng thuốc tê. Xem hết review này phải mất 15 phút đấy các bạn ạ. Quá giờ của Dr. Chiến rồi. Thì các bạn cứ xem đi. Các bạn có thể đặt câu hỏi luôn để tôi xem luôn. Cảm ơn các bạn đã like và comment. Thả tim nữa. Yêu quá cơ. Đấy các bạn, tôi hướng dẫn các bạn làm cái vặt cuộn ấy. Vâng. Đấy, các bạn phải gọt cái lợi sừng hóa đi ạ. Tại vì mình sẽ cuộn nó vào trong. Nói là kỹ thuật sang chấn tối thiểu nhưng mà mình cũng có phải bóc tách ra, bởi vì cái phim 3D của bệnh nhân này nó rất là mỏng, nó chỉ có 4,6 mm kể.
Bạn nào yêu thích Implant ấy thì sẽ xem ca này cho thấy rất hay. Tên là gì nhỉ? Tên là gì? Tên là gì? Bạn ấy ngủ. Phải nói chuyện bình thường nhá. Thế ông im đi tí thôi. Đau quá. Thoải mái đi, rồi nói chuyện bình thường. Thôi còn ngủ á. Đấy, làm mà còn ngủ được. Đây là cái pin định hướng. Với cái hệ thống này pin định hướng họ nhỏ xíu ấy. Trợ thủ đang ngó nhìn cho nên che mất camera. Tổng chành quá. Ôi dồi. Ông này ông quay camera mà ông run tay quá này. Do cái thời cái chuyển video nó hơi bị vướng nên tôi phải dùng đến video thứ hai. Cái video nó quá nặng. Các bạn nhớ cái này khi bạn đưa vào đi. Đấy các bạn làm như này thì các bạn chắc chắn là sẽ không cắm pin ra ngoài xương. Đấy.
nhớ là chỉ nó tự gen ra, các bạn không dùng lực. Những cái dụng cụ rất là hỗ trợ bạn rất nhiều trong cái thủ thuật đấy, các bạn thấy không? Xong rồi, quá mất 15 phút rồi các bạn. Dụng cụ khâu các bạn cũng nên mua những cái tờ đồ tốt và các bạn làm cho nó sướng. Chói. Chói, chói á. À, mới nhắm mắt ra, con thì phải mở mắt ra. Mình để nguyên bản cả âm thanh, cả hình ảnh để cho các bạn xem. Đấy các bạn thấy không? Đúng tất cả 15 phút. Và đây là hình ảnh sau khi phẫu thuật xong. Đây là hình ảnh tôi chụp ngay sau khi phẫu thuật xong.
Các bạn nhìn. Đấy. Tôi đã cố tình đẩy được một cái thẻ tích lợi nó nổi ra đây rồi. Và hy vọng rằng tôi sẽ có cái cơ hội để chia sẻ cho các bạn cái kết quả sau vài tháng nữa. À, cũng quá 15 phút rồi. Thì tôi cũng kết thúc cái buổi live của tôi đây. À, những ai có câu hỏi, những ai có cái mong muốn gì thì các bạn cứ comment hoặc các bạn có thể đặt câu hỏi inbox riêng tôi, thì tôi cũng sẽ cố gắng để tôi chia sẻ cho các bạn. Đây các bạn nhìn trên phim 3D này. Các bạn nhìn trên phim 3D này, đấy các bạn thấy không? Cái implant hoàn toàn nằm trong xương và rất an toàn. Còn vấn đề là tại sao tôi lại chọn một cái implant đường kính nhỏ? Bởi vì là tôi rất là ngại cái ca này, bởi vì là người ta có cái bệnh lý, cho nên là tôi không muốn là làm cái gì trầm trọng cả. Còn về vấn đề phục hình thì về sau tôi sẽ có cái giải pháp để cho nó ổn định tốt. Implant hoàn toàn cắm trong xương. Các bạn yên tâm nhé, không có ra ngoài tí nào cả. Nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi, còn tôi sẽ cố gắng trả lời và giải thích cho các bạn tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã follow, đã xem. Nếu mà các bạn còn muốn bác sĩ Chiến chia sẻ nữa thì hãy cứ comment những cái điều các bạn mong muốn. Và khi có điều kiện thì tôi sẽ chia sẻ. Và cũng cảm ơn công ty DTH Việt Nam, Woodspeaker Trung Quốc đã tài trợ để tôi có cái cơ hội chia sẻ với các bạn. Máy móc thiết bị của Woodspeaker tôi dùng cũng thấy là rất là ổn. Mặc dù họ made in Trung Quốc nhưng mà cũng tôi thấy dùng cũng rất là tốt và cũng rất là thích hợp với cái điều kiện kinh tế của Việt Nam. Hy vọng rằng là Woodspeaker tiếp tục tài trợ để tôi có cái điều kiện chia sẻ với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thì tôi phải dừng cái cuộc chia sẻ ở đây.